nay khi mà ở trong không gian của lễ hội thì Thùy Dung được đến gần hơn với tất cả các bạn, từ con nít nè tới các bạn học sinh, sinh viên và cả người lớn nữa, thì Thùy Dung cảm thấy rất là vui khi mà bản thân mình được chia sẻ nhiều hơn với mọi người. Và Thùy Dung cũng cảm thấy rất là choáng ngợp trước không gian vô cùng hoành tráng của gian hàng của Trung Nguyên. Và Thùy Dung hy vọng rằng hành trình trái tim sẽ đi nhiều hơn nữa, không những các trường đại học, tới các khu quân đội, tới các lễ hội và sẽ tới với mọi miền đất nước. Tại lễ hội cà phê lần này thì Loan thật sự rất là vui mừng, bởi vì là Loan cảm nhận được một cái sự chờ đón cũng như là cái sự háo hức của rất nhiều các bạn trẻ đang có mặt tại đây. Và Loan cảm thấy rất vui bởi vì là cái chương trình này thì tôn vinh tri thức, và chúng ta đang làm rất tốt cái việc mà đưa sách đến với các bạn trẻ, tạo thành một cái thói quen đọc sách, bổ sung nhiều hơn cái tri thức cho mình, mang đến được một cái tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi người, để từ đó đóng góp cho gia đình, cho quê hương và cũng là đóng góp cho đất nước, cho xã hội. Ngày hôm nay khi tham gia lễ hội cà phê thì có nghe anh Đức chia sẻ rằng trong năm 2019 Trung Nguyên sẽ có một hành trình đi đến biển đảo và các vùng núi phía cao, thì cảm thấy rất là bất ngờ và cảm thấy vui, bởi vì hình như là không có ai làm được, chỉ có Trung Nguyên làm được những cái hành trình như vậy thôi. Thủy chưa từng tưởng tượng rằng mình sẽ đi ra biển đảo hoặc vùng núi phía cao sẽ như thế nào, và Thủy hy vọng rằng mình sẽ là một trong những người góp phần tạo nên chương trình hành trình này có thêm nhiều ý nghĩa. Cầm vô quyển sách Đất Yên Tâm này tuy chưa đọc, nhưng mà em nghe ba chị nói thì em thấy quyển sách này có vẻ hay, nên là em sẽ cố gắng đọc. Em sẽ về đọc cuốn sách này, làm theo những điều mà có trong cuốn sách này.